Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay, đặc biệt cùng với lại cố vấn tài chính Karen Khanh Trần. Và trở lại cùng với lại chị Karen, thì trong phần 1 của chúng ta thì chị Karen có giới thiệu đến cho quý khán thính giả được biết là mình nên có một cái bảo hiểm nhân thọ, và đặc biệt là trong cái mùa Covid-19 này thì cái bảo hiểm nhân thọ hiện nay bây giờ nó không chỉ có là chỉ có riêng là khi nào mà mình qua đời thì nó mới chi trả, mà hiện nay trong cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nó có nhiều những cái chương trình phụ ở bên dưới và rất là tốt, và có nhiều những cái chương trình rất là đặc biệt cho quý khán thính giả để mà chúng ta có thể có được trong cái cuộc sống, có được những cái về tài chính để mình có thể đối phó được với lại những cái chuyện mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình không thể nào biết được. Và trong phần 2 thì chị Karen, chị Khanh có thể cho quý khán thính giả được biết thêm một ít về cái vấn đề long term care mà nó nằm trong cái bảo hiểm nhân thọ như thế nào, thưa chị Kim Khanh. Trước hết thì xin một lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Trọng Thắng. Cũng như là tiếp lời với Trọng Thắng, thì quý vị phải biết rằng là trong cái bảo hiểm như Thắng đã mention và chương trình trước thì Khanh cũng đã mention, ngoài cái vấn đề là cái death benefit là khi là mình qua đời, thì đây là một cái tài sản để mà cho những người còn lại họ có thể họ dùng cái life insurance này, cái death benefit này để họ trang trải nếu mình là cái người chính trong gia đình mà qua đời. Và cái thứ hai mà Khanh đã mention là mình nói trên vấn đề living benefit. Living benefit nghĩa là cái gì? Nghĩa là những cái quyền lợi khi nếu mà mình còn sống. Thì cái quyền lợi đây, ngoài cái vấn đề cái tiền saving ra, để nói cho quý vị hiểu, ví dụ Khanh ví dụ như là mình để vô 200 đồng hàng tháng đi, thì trong cái 200 đồng này ra, ngoài cái tiền death benefit mình còn có cái living benefit. Tại sao mà Khanh chia sẻ với quý vị như vậy? Tại vì có nhiều người họ nghĩ rằng là ồ, có thể đây là một cái chương trình rất là mắc bởi vì nó có quá nhiều cái benefit ở trong đây. Nhưng thưa quý vị, nó chỉ gói trọn lại trong một cái chương trình mà thôi. Nghĩa là với cái khả năng của mình, hoặc là quý vị tùy cái khả năng của mình như thế nào, thì mình sẽ có thể hướng dẫn cho quý vị vẫn có được một cái chương trình đầy đủ living benefit và death benefit. Và phải trở lại cái living benefit ở đây, ngoài cái saving nó có cái long term care. Long term care là như thế nào? Long term care là cái gì? Là ví dụ, mình ví dụ ở đây chỉ cần hai cái daily activity. Ví dụ như là lỡ mình bị stroke, hoặc lỡ mà mình bị một cái tai nạn nào đó, hoặc là mình già, quý vị cần cái caregiver. Nghĩa là sao? Tại sao mình cần cái caregiver? Là mình không có thể tự tắm rửa được, mình không có thể tự ăn uống được, mình không có thể tự lo cho mình được. Chỉ cần hai cái daily activity hàng ngày là quý vị đã được cái chương trình long term care này. Và chương trình long term care này chi trả ra như thế nào? Ví dụ quý vị có 100.000 life insurance. Thì khi mà mình đã vô long term care rồi, cái thứ nhất, khi đã vô long term care là mình không cần phải trả cái tiền hàng tháng nữa, là một cái lợi thứ nhất. Và cái lợi thứ nhì là quý vị được 2% của cái death benefit. Mình ví dụ mình có 100.000 life insurance, và khi Khanh cần cái long term care thì hàng tháng Khanh sẽ nhận được 2.000 đồng. Hàng tháng nha quý vị, sẽ nhận được 2.000 đồng từ cái life insurance của mình ra, để mà mình có thể mình take care cho cái người đến nuôi mình, hoặc là mình nằm trong nursing home, vân vân và vân vân. Đó là một cái chương trình rất là tốt và gói trọn trong cái bảo hiểm. Như Trọng Thắng vừa rồi, cái phần trước Trọng Thắng có mention about là nếu mà mình có những cái chương trình rẻ, nhưng mà đó là chỉ có là cái life insurance mà thôi. Và quý vị nên nhớ cái life insurance đó nó có cái thời hạn. Ví dụ như 10 năm, và maximum ngày hôm nay là 25 năm mà thôi. Ví dụ mình còn trẻ, các bạn mua thì 25 năm sau mình còn cũng quá trẻ, mà nếu không có chuyện gì xảy ra là coi như mình mất hết. Hoặc là cho dù là mình lớn, nhưng mà các bạn nên nhớ nha, mình lớn tuổi nó cũng, đối với cá nhân của Khanh, nó cũng không có rẻ đâu. Nên cái đó là nó vẫn bay trên cái tuổi của mình. Nên do đó, nếu quý vị muốn biết thêm về những cái chi tiết, hoặc là quý vị đã từng có những cái bảo hiểm và quý vị muốn mình ngồi xuống để mà mình coi lại cho quý vị, thì quý vị cứ liên lạc cho Khanh ở số phone là 949-295-2612. Và cũng xin nói rằng là tất cả những cái
những cái tham khảo đều là miễn phí. Nghĩa là quý vị đừng có ngần ngại, cho dù là quý vị muốn tham khảo 5 lần, 10 lần, Khanh vẫn là sẵn sàng để mà giới thiệu đến quý vị, để mà giải thích cho quý vị, để cho quý vị phải hiểu thật là cặn kẽ trước khi mà mình quyết định một cái chương trình bảo hiểm vừa là life insurance vừa có cái living benefit ở trong đây, để mà có thể giúp cho cái cuộc sống của mình nó có cái sự nhẹ nhàng hơn, thưa quý vị. Mà thật sự Thắng có công nhận không, khi mà Thắng có cái chương trình này, hoặc là cá nhân của chị có cái chương trình này, chị cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thưa các bạn. Là tại sao mình nghĩ rằng là mình không có muốn làm phiền con mình, thì dù gì đi chăng nữa, nếu có chuyện gì xảy ra cho Khanh thì con mình nó cũng có được cái death benefit để mà nó trang trải. Hoặc là nếu lỡ Khanh cần phải vô nursing home, hoặc là Khanh bị stroke một cái gì đó, mình cũng không muốn con mình phải bỏ tiền ra để kiếm người lo cho mình, thì đây cũng là một cái chương trình để nó giúp cho gia đình của mình bớt đi những cái gánh nặng. Và còn một cái đặc biệt hơn nữa mà không biết là Thắng có đồng ý hay không, là cái tiền saving ở trong đây. Đúng. Dù gì đi chăng nữa, Khanh cũng rất là an toàn, thưa các bạn. Nghĩa là mình nghĩ một ngày nào đó mình không còn đi làm nữa, quý vị. Mình không thể nào mình làm suốt cả đời, đúng không Trọng Thắng? Trọng Thắng cũng như là Khanh, hoặc là tất cả quý vị ở đây cũng vậy. Mình không thể nào mình đi làm hoài được hết đó. Thì khi mình đi làm thì mình cũng phải có một cái chút gì đó để mà mình phòng thân cho mình sau này. Thì chương trình để trong nhà băng cũng là một cái chương trình saving, nhưng tại sao nó khác với những cái chương trình mà Khanh đang làm ở đây? Thì một lần nữa, quý vị cứ việc gọi điện thoại cho Khanh ở số phone là... Vâng, quý vị cứ gọi cho số điện thoại là 949-295-2612. Thì quý vị sẽ được chị Kim Khanh sẽ tư vấn cho quý vị rất là cặn kẽ. Và đó là một trong những cái chương trình mà đến với lại Kim Khanh, đến với lại chị Khanh, thì quý khán thính giả có thể có được những cái quyền lợi của mình. Và chúng tôi xin phép được nhắc lại là cái quyền lợi này đó là nó tùy thuộc theo là cái túi tiền của mình. Mình đóng bao nhiêu cho mỗi một tháng, và mình chuẩn bị cái tương lai của mình ra sao. Và cái điều này nó không có giới hạn độ tuổi, là tự vì riêng đối với lại Trọng Thắng và một số những cái anh chị em trong gia đình Trọng Thắng đó, là khi mà mới có con nhỏ ra đời là đã mua cái bảo hiểm này cho chính người đứa con của mình mới vừa ra đời là đã có rồi. Và cái lý do là như thế nào, thưa quý vị, là cái đó là cũng giống như là một cái món quà mà cha mẹ cho con của mình khi nó mới vừa chào đời, và để cái đó là một cái hành trang trong tương lai cho các cháu. Khi mà các cháu lớn lên á, thì cái tiền để dành mà quý vị có thể tưởng tượng là từ cái lúc mới sanh ra mà 18 năm sau, khi mà các cháu vào đại học, thì lúc đó quý vị không phải lo lắng gì về cái tiền mà quý vị phải trả cho các cháu để mà đi học đại học. Mà quý vị thấy rằng là nếu mà các cháu thích học những cái ngành như là ngành y khoa hay là những cái ngành dược khoa, thì cái đó mà khi mà ra trường có lẽ là phải mang một cái nợ lên tới cả mấy trăm ngàn Mỹ Kim. Thì tại sao chúng ta không để dành ngay từ bây giờ cho các cháu, để khi mà cái đó là một cái món quà rất lớn trong cái cuộc đời và cho tương lai của các cháu. Thì nhiều những cái chương trình rất là hấp dẫn, và càng nói đó thì là quý vị sẽ càng thấy là nó có nhiều những cái thú vị khác nhau mà chúng ta có thể chuẩn bị, không những là cho riêng mình mà cho tất cả những người thương yêu của mình. Và cái này đó nó không có phải gọi là giới hạn cái độ tuổi nhiều lắm. Quý vị có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, quý vị khi mà đang coi theo dõi chương trình mà quý vị có những cái tiền dư và quý vị muốn mua một cái bảo hiểm về nhân thọ, kèm ở trong cái bảo hiểm nhân thọ đó là nhiều những cái quyền lợi khác, như là cái long term care, saving, tiền để dành và nhiều những cái khác nữa, để cho quý vị có thể có một cái khả năng gọi là yên tâm hơn, chút bỏ cái gánh lo đi, để mà chúng ta vui sống trong cái cuộc sống hiện nay của chúng ta, thưa chị Kim Khanh. Đúng rồi, thưa quý vị. Và sẵn dịp đây thì cho Khanh chia sẻ thêm, và cái chương trình này có thể là sẽ còn tiếp tục ở những cái phần sau. Là vì sao? Tại vì Khanh muốn nhắc nhở đến quý vị ở đây, cái chương trình này không có phải là chỉ riêng cho những người độc thân, những người có gia đình, và luôn cả những người có business, nghĩa là những cái business owner, là những người làm chủ. Và lý do tại sao và những người mà có business họ lại cần nên có cái chương trình này offer cho những người làm việc của mình, là lý do tại sao, thì xin quý vị cứ
Đừng ngần ngại, hãy gọi cho Kim Khanh ở số phone là 949-295-2612. Chỉ cần 15 phút hoặc là 10 phút tư vấn, quý vị thứ nhất sẽ save được rất là nhiều tiền, và thứ hai nữa là cái quyền lợi quý vị sẽ không bao giờ ngờ được. Và thật lòng mà nói thì bởi vì cái kinh nghiệm làm việc của Khanh cũng rất là lâu, nên là mình đã nhìn thấy được rất là nhiều những cái cảnh mà họ có những gia đình hoặc họ không có chuẩn bị đó Thắng. Yeah. Thì một cái sự vô tình, thì cuộc đời mình đâu biết được, thì có những chuyện xảy ra rất là đáng tiếc. Và chính vì lý do đó mà Khanh đã quyết định đeo đuổi cái sự nghiệp và cũng như là cái con đường mình đang đi, mặc dù nó cũng có những sự khó khăn đó, nhưng với cái uy tín và cái làm việc rất là thành thật, và mình chỉ muốn chia sẻ, và cái chữ chia sẻ ra đây mình tin chắc rằng là sẽ đem lại cho quý vị một cuộc sống an toàn trong tương lai. Cảm ơn chị Khanh Trần rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, chúng tôi không còn nhiều thời lượng để gửi đến cho quý vị những thông tin chi tiết. Tuy nhiên, cách tốt nhất để quý vị có thể biết thêm chi tiết là gọi cho cô Khanh Trần qua số điện thoại đó là 949-295-2612, 949-295-2612. Và trước khi chia tay thì Trọng Nắng xin nhắc nhở là chị Khanh Trần là có thể làm việc trên tất cả các tiểu bang ở tại Hoa Kỳ. Cho nên là khi mà quý vị theo dõi chương trình này ở trên app điện thoại VVTV, hay là quý vị coi theo dõi trên iPhone, iPad, hoặc là xem Google Phone, hay là quý vị có thể coi trên hệ thống Roku hay là Amazon, thì bất cứ ở một tiểu bang nào quý vị muốn tư vấn thì xin quý vị hãy gọi cho số điện thoại 949-295-2612 để biết thêm chi tiết. Và Trọng Thắng xin cảm ơn chị Karen rất là nhiều đã đến cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Trước khi chia tay thì phải nói là cảm ơn Trọng Thắng cũng như cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Trọng Thắng Show. Một lần nữa trước khi chia tay thì phải cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn Trọng Thắng đã cho Kim Khanh có một cái cơ hội đến đây để mà chia sẻ với quý vị những cái thông tin, những cái chương trình rất là hữu ích đến cho quý vị, không những là riêng cho cá nhân của chúng ta và còn cho con cháu của chúng ta và những người còn lại sau này. Một lần nữa xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình kỳ sau. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.